Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Single Figure. Thì hôm nay review fit nhỏ rồi, giờ mình đã quay lại review fit Black Guy thôi. Đó, thì trên màn hình bạn thấy được đây là nhân vật phản diện nổi tiếng rất được nhiều người thích, đó là em Sephiroth trong game Final Fantasy 7. Thì hôm nay mình thấy trên YouTube quảng cáo mấy cái clip và trailer mới về Final Fantasy Rebirth, có cảnh Cloud với Sephiroth cùng chiến đấu với nhau diệt với giật, rồi có những cảnh gì phối hợp ăn ý tạo cú te như thế này nè. Trời ơi, làm mình nhắc mình nhớ đến cái nỗi đau khi mua MC Pirot Remake này. Mua rồi mình hối hận lắm bạn, để các bạn biết được cái sự hối hận của mình khi mua con này như thế nào. Các bạn tiến hành intro vô xem review em đó nha, let's go. Ok anh em, thì mình sẽ tiến hành vô review em chi tiết em đó nha. Thì em này mình mua là no box nên không có box review cho anh em xem, anh em thông cảm nha. Em có thể tham khảo cái box trên cái Google coi đã vậy. Thì thực ra ban đầu thì chưa, mình không ý định mua con này đâu. Mình có phiên bản Adventure rồi, mình không có ý định mua con này. Nhưng mà kiểu lúc đó là nó mới ra khoảng 3,5 triệu một con. Cái bạn mình có order được no box là 2 triệu, mình thấy giá nó cũng mềm, không có nổi nào, mình tính mua về trải nghiệm thôi. Đó thì ok, order thôi. Đó thì ban đầu về thì trong chuyện không có gì để nói cho đến khi đây, đầu tiên là cái kiếm của em Sephiroth, lưỡi kiếm rất là đẹp, sơn rất là ok nha. Đây mình che lại cho bạn xem, đó, dài đẹp rất là ok. Đó là một lưỡi kiếm ráp thành 3 phần: lưỡi kiếm, cán kiếm và chui kiếm. Đây, đó, đuôi kiếm, đó, thì là cái này ráp vô cái cán kiếm nha. Thì mình thấy nè, rất là đẹp, rất chi tiết luôn. Đó. Rồi tới cái mình sẽ ráp cái cán kiếm này. Nó không giống như bản AC, sẽ là một cây nguyên luôn. Lúc trước mình có quay sơ về một con phách á, thì nó phách chẳng qua mình thấy nó còn trong tủ, mình quay cho anh em xem thôi chứ còn đó mình không, thật sự không phải review nha. Nó chỉ quay cho anh em biết con phách nó vậy thôi chứ mình sẽ dành một cái clip làm một con Sephiroth Adventure and Real. Ok, đây cái cán kiếm đây. Thì cán kiếm này nó sẽ có một cái lỗ như thế này, sẽ lắp tương đỏ tương đứng với cái đôi kiếm đây. Đó. Đây. Rồi. Thì cái tay của con Sephiroth á thì cầm cái kiếm á, nó sẽ kín, nó không có, nó kín như là nó không có hở kiểu mà người dễ bẻ ra như vậy, để cho cái lúc mà cầm kiếm nó không bị tuột. Đó, hãng thiết kế vậy nên họ thiết kế là mình để mình đút vô luôn. Đút vô xong rồi cái mình sẽ có một cái đuôi kiếm như thế này. Đây là cái hối hận của mình đây, khi mình mua con này, mình mua no box, mình thật rất hối hận khi mua no box. Chỉ vì ham hố có liền mua nó bóc xong, cái sau vài tháng nó xuống lại 2 triệu mấy một con full bóc luôn các bạn. Về các bạn có thể săn con này với giá 2 triệu mấy á. Đó mà 2D rất là ok luôn nha, full bóc luôn. Thậm chí dưới 2 triệu luôn á. Đó thì mình lúc mình mua nó bóc thì người ta ship mất cái này. Mất cái chuôi kiếm này để là mình phải đành chế, mình tự chế xong rồi mình dùng cái sờ mình sơn lên mình chế mình gắn vô. Đó thì các bạn thêm đỡ là nó sẽ giống như vậy nè, mình làm tượng trưng thôi nha. Rồi đây nó sẽ như vậy đó, chứ cái đúc nút mà tôi kiếm nó sẽ như vậy nè. Mình sẽ kiếm cái hình để cho bạn xem nè. Đó thì phụ kiện nó sẽ là một cái trường kiếm Masamune đó, như thế này ha, rất là dài luôn. Đây rất là dài luôn đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bàn tay thay thế ở trên con phích, 2 bàn tay gốc ở trên con phích nữa là 8 bàn tay thay thế. Thì chúng ta sẽ có 2 bàn tay dạng nắm đấm trên trái phải. Mình để một cái tay kia rồi, tay nắm đấm một trong tay cầm kiếm bên kia rồi. Đây, cái chi tiết bàn tay ở đây. Thì bàn tay bao da màu đen, có những cái vân như thế này. Đó, cũng được ha, không đến nổi. Rồi hai bàn tay dạng xòe ra thủ thế.
trái phải. Rồi rồi hai bàn tay để xuôi trái phải luôn, để xuôi xuống như nào đó, mình thường thả lỏng vậy đó. Rồi trái phải, rồi cuối cùng là bàn tay cầm kiếm trái phải, nó sẽ đó, các bạn thấy không, nó sẽ bích luôn. Các bạn chỉ cần phải làm, các bạn muốn cầm kiếm thì các bạn tháo cái nút ra, thì cái nút này không đúng nha các bạn, mình chỉ tượng trưng thôi, tại vì cái nút vì mình mua cái này mình mất cái nút đó rồi, rất là buồn. Các bạn bỏ vô vậy, bạn rút cái kiếm vô. Ủa sao nó chặt dữ vậy ta, cái tay này mình chưa cầm đó, rất là bóc luôn nha, để cho các bạn cầm vô nó không bị tuột á đó. Cầm lắc nó bị tuột, thấy không đó, xong rồi bạn gắn lại. Bên này đó thì nó sẽ như vậy, thấy không, chứ thì cái cục góc của nó đẹp mịn lắm nha, chứ không phải xấu như mình làm đâu, nhà này mình tự làm chế lại đó, cầm kiếm như vậy. Rồi phụ kiện cuối cùng là một cái gương mặt thay thế đang nhắm mắt đó, giống như nắm mắt chiêu chiêu niệm phép các kiểu con đà điểu đó. Rồi cái nỗi hối hận của mình nó không nằm ở phần này là chính thôi các bạn, thì cái này với là cái sơ suất người ta ship cho mình thôi. Đây cái mà mình hối hận nhất chính là cái con vít này. Đầu tiên thì các bạn thấy là cái chi tiết của nó thì không phải bàn, nó giáp viết rồi y chang trong game bản remake luôn đó, sơn xiết rất là đẹp đó, tóc tai mình ơi dữ dẻo nè, mặt cũng ok la luôn đó, y chang trong game luôn đó. Nhưng mà qua tới đây nè, tới đây là một cái thiết kế cực kỳ của bắp. Đây tóc thì nhựa dẻo nha, tóc thì nhựa dẻo nha, nhưng mà cái tóc bên trong này thì lại là ngược nhựa cứng ngắt. Rồi xả tóc làm sao, mái tóc làm sao không biết luôn, mặc dù nó có cái khớp trong đây, có cái khớp bẻ lên bẻ xuống. Thôi rồi mình kiếm thử coi. Đây, mình quay lại, các bạn thấy không ạ? Từ từ nha. Đó, có cái khớp trong đây. Nhưng mà bẻ lên sao? Bẻ lên vậy hay lại bẻ lên vậy? Rồi nhìn cái tóc nó có tự nhiên không vậy? Nó cứ như một cái đường thẳng này nè. Đó, đó là cái đầu tiên mình thấy fail rồi đó. Rồi. Thì coi như sau khi mà có cái tóc như vậy thì nó chả có tạo dáng được cái gì cho cái tóc hết á. Đó, nó cứ như vậy thôi đó. Rồi xong. Đầu thì đưa lên đưa xuống, gặp lên gặp xuống vậy thôi, tại cái tóc nó có một kiểu rồi sao mà tạo không dáng nữa đó. Rồi mình thấy có vẻ như con này là không có khớp cổ rồi nha đó, chỉ có khớp trên cái đầu thôi. Rồi xong cái thứ hai, cái cầu vai để coi, thì cầu vai nói chung là giáp vậy phải chịu vậy rồi, nó tới đây thôi đó, đưa lên tới đây, thấy không, đưa xuống đó, thì nó cũng có khớp ngực nha, đây khớp ngực đây. Rồi ở đây nó cũng có xoay được, cái tay nó xoay được. Ở đây thì sử dụng khớp mới, cái khớp mới này là nó không sử dụng bánh răng mà sử dụng ma sát đó, thì đổi lại á, nó không có lộ khớp nhiều nhưng mà nó lỏng lét các bạn đó, mình đưa nhẹ lên cái nó rất là lỏng, thầy xài lâu ngày nó lỏng như chang như mấy con Figma mà mình chơi nhiều lần đó, mình tạo dáng mình bẻ lum nó lỏng đó, thì tay vẫn như là lựa dụng khớp cũ, xoay rồi bẻ lên bẻ xuống có khớp bánh răng. Rồi đó, bánh răng thấy không, kịch. Còn đây là khớp ma sát nha đó. Rồi phía sau cái áo có gì không, bình thường nha, có những cái hoa văn nè, vẽ giấy da rất là đẹp nè. Rồi áo yết độ ok, thì còn cái này nè, con này khi mua về cái cục cái khóa mà dùng đi nói hai kéo lại nè, cái này rất là dễ bị rớt ra nha anh em, mua nhiều khi tạo dáng nó bóp bóp vậy mà nó cong cái nó rớt cái này ra đó, lại là một khuyết điểm nữa. Có nhiều người mua full móc luôn mất cái này, trong chưa khui luôn siêu luôn mất cái này đó, còn biết bây giờ thì sao, mày được mấy đợt đầu mấy anh em trong group đại ca Việt Nam mua, có một người mua full móc chưa khui siêu luôn mất cái cục này bỏ tay. Còn cái dây đai thì là một điểm cộng nha, cái dây đai làm đẹp, mình thấy dây đai làm đẹp đó, mấy cái chi tiết với cái lồng nè, còn tẹn trên cái cây đai nè, cái hoa văn trên cái đai nè đẹp nè
Đó, phía sau nó cũng ok đẹp nữa, thấy không? Đó, những cái khóa dây khóa nó làm chi tiết rất đẹp nè. Đó. Rồi, tới chân. Chân thì có thể xoay ở chỗ này. Đưa lên, đưa xuống, đưa ngang. Rất là ok. Mà đưa ngang như thế này thôi, nó hết cỡ rồi. Đây, để mình để ra xa xíu nữa. Đó. Để xa thế này thôi. Rồi. Rồi chân phía dưới nó khớp đầu gối thì nó chùm khớp đôi, cũng ma sát luôn, nó không còn dùng khớp bánh răng nữa. Đó. Giày bút cao rất là đẹp, có những cái họa tiết giày quấn bằng kim loại nè. Đó. Rồi chân khớp bàn chân thì sử dụng khớp bánh răng. Rồi có khớp mũi chân luôn nha các bạn. Đó, hơi cứng đó, mẻ lên nè. Mẻ xuống nè. Khá là ok. Thì tổng quan cái biên độ thì nó dùng tạm ổn thôi, chứ không có dạng như là cơ động. Thì lai cai nó kích nó to phải chịu không bạn, nó chi tiết nhiều á, dạng như chú tâm vào độ chi tiết của cái áo á thì nó không như S&F được. Đó, để xíu để mình chỉnh lại cái tay nó. Nhìn nó kỳ kỳ ta. Nên coi à, đúng rồi. À đây mình để vậy. Rồi cái khuyết điểm nội cái điểm cuối cùng thì mình thấy được cái từ cái con này là cái tà áo. Thì nhìn các bạn thấy nhìn tổng quan thì cái tà áo nó làm chi tiết nè, những cái đường vân trên tà áo rất là đẹp nè, những cái khóa nè bên đây cũng vậy nè, những cái khóa rất là ok. Thì cái này mình không phải bàn rồi, nhưng đến khi các bạn tạo dáng đây, các bạn tạo dáng như thế này. Để mình chiếu, để mình chuyển cái cam xuống cho các bạn dễ thấy để xíu nha. Để xíu. Và khi các bạn tạo dáng mà dáng chân ra để thủ thế đánh kiếm kiểu đó, để chụp á, thì bạn sẽ thấy như cái miếng tà áo này nó sẽ bị đơ, nó không có uyển chuyển như là cái bản Adventurer. Để tiếp sau mình sẽ review con Reservoir Adventurer cho bạn xem tại sao mình nói như vậy. Bạn sẽ thấy nó giống như một cái tấm cứng ngắc, nó không uyển chuyển, thấy không? Nó không có kiểu như là mấy bạn thấy như cái con mà nào mà có tà áo mà miếng phía khác á, nó sẽ làm những cái đường này sẽ hơi cong hơn một chút, cong lên uyển chuyển như nè, nên khi mình banh ra nó sẽ cái đường cong nó sẽ cảm thấy là mình cảm thấy là cái ở cái tà áo nó mịn màng mặc dù bằng nhựa, còn này là như một cái tấm không hơn không kém luôn. Đó, bây giờ mình sẽ gắn cái kiếm lên cho bạn xem. Kiếm ở đây đúng không? Kiểu các bạn thấy nó cứ đờ đờ sao á. Các bạn thấy không? Cái tà áo nó cứ bị đờ đờ sao, nó không tự nhiên. Nếu mà đứng thẳng thì bạn sẽ không thấy được. Bạn thấy nó bình thường, nó không có cảm giác cái nổi nào, nhưng mà khi mà dàn chân ra các bạn thấy cái tà áo nó bị kiểu như nó không có được chuyển tự nhiên. Nên đa phần mình thấy mấy cái bạn bô dáng chụp con này toàn để đứng thẳng không à, không có để kiểu đây đứng thẳng đây thật. Để mình xa cái camera. Đó, nếu mà đứng thẳng vậy thì đẹp, nhưng mà dang chân ra tạo dáng thủ thế thì nó lại cảm giác cái miếng nó cứng đờ, nó cảm như một cái tấm gì đó đắp lên vậy, nó không có thiện tự nhiên. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ thay thử cái mặt cho anh em xem. Đây cái mặt của nó thì cái tóc này mình đang sẽ tháo ra trước. Đây cái tóc mình tháo ra. Rồi xong mình tháo cái mặt này ra. Rồi mình sẽ đắp cái mặt này vô đang nhắm mắt. Ý lòng, tắt cái tóc thì cũng đắp cái mặt đâu nữa. Đó. Thì khi đó bạn sẽ thấy mình đang được cái mặt đang nhắm mắt. Rất là thần thái, rất là đẹp nha. Mình thấy mặt thì ổn á,
chi tiết ổn nhưng mà cử động với lại cái cử động bị hạn chế do giáp tà áo, và cái tà áo này lại cứng ngắc quá, mình cảm giác nó không có uyển chuyển lắm. Clip sau mình sẽ review con Sebrot AC để mình cho hai con đứng tạo dáng cho bạn xem tại sao nó mình lại nói như vậy. Ok, thì tổng quan cái con Sebrot Remake, phiên bản Remake này là như vậy. Bây giờ mình sẽ quay một số dáng em nó tạo được rồi mình kết thúc video nha. Ok, let's go.